Đây, một người mở dòng hoa mới rồi các ông thân để chia sẻ cái người đang đi quá. Mình xin biết người lao động tại Nam Kinh khó khăn do dịch Covid 19. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa bàn rồi kính chúc các cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, lần này hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là báo cáo với anh chị là logo Lam Kinh nhưng cũng là niềm tự hào dân tộc và nó cũng là biểu tượng gần mang tính quốc gia được đấy ạ. Dạ. Vâng. Gắn về nhỉ. Dạ. Để chị để em gắn cho. Gắn cho chị cái này coi. Vâng. Còn cái này anh về anh đọc cho hết dạ. Chắc nha. Dạ. Cảm ơn chị Lam. Có rồi em tự gắn rồi. À từ rồi là anh thôi. Dạ, em bỏ rồi. Em nhắn cho em rồi. Nhắn cho mấy bạn đi. Tranh thủ thời gian ra. Thank you.